tục đến những đoạn đôi ở test for bộ economy file các bạn ha. Rồi ok, chúng ta tiếp tục ở câu 181 đến câu 185 ha các bạn ha. Rồi câu 185 này, đây là đoạn đôi cho nên các bạn có thể thấy một là một cái gì à? Magazine là một cái gì đó bạn, tạp chí, và một cái là một cái bức thư. Chúng ta đi đến ha, đây đây là cái tạp chí của nó đúng không nào. Rồi tạp chí với cái tên là gì đây, Have Living Presents đúng không nào. Ok, đó cái tựa đề của nó này, đó chúng ta có một cái nội dung cũng như cái bản của nó. Tiếp tục, đây là một cái lá thư ha, đi đến những cái nhà biên tập đúng không nào. Đó cái lá thư nội dung như thế. Chúng ta trước tiên chúng ta hãy đi đến cái câu hỏi cho thầy đúng không nào. Thứ nhất ở câu 181 này người ta hỏi là gì đây, mục đích của cái bài báo, bài báo này là trong cái gì bạn, cái tạp chí á đúng không nào. Đó như vậy chúng ta phần cần phải nhìn vào cái tạp chí được không, để tránh mất thời gian là chúng ta hơi lây hoay, chúng ta không biết là nhìn vào đâu đúng không nào. Chúng ta hãy nhìn vào cái đáp án A là để quảng cáo gì đây, cái nhãn hàng đúng không nào, một cái nhãn hàng nào đó được không. Rồi tiếp tục, cái đáp án B là gì đây, để trình bày cái sự so sánh giữa những cái nhãn hàng về mỹ phẩm khác nhau. C là để phân tích được cái gọi là eyeshadows, có nghĩa là bạn nào mà trang điểm nhiều thì chắc biết, có nghĩa là đánh phấn nền mắt đúng không bạn hả, là được làm ra như thế nào đúng không hả. Made up. Tiếp tục, đáp án D là tìm ra cái xu hướng về thời trang gần đây nhất. Mục đích thì phải là gì đây, dùng phương pháp skim cho thầy nhé được không. Rồi đây, skim ngay câu đầu tiên luôn được không. Đó ngay câu đầu tiên đó, với tên tên là gì bạn. Đây khoan, trước tiên chúng ta đi vào cái tiêu đề trước đã, eyeshadow for summer đúng không, so sánh và phân tích đúng không nào. Đó tiếp tục, cái công ty này đã đưa ra cái sự gì bạn, sự so sánh về cái đánh phấn nền mắt gần đây nhất đúng không, mà giúp cho bạn có một cái sự lựa chọn phù hợp hoàn thiện cho cái kỳ nghỉ hè đúng không, kỳ nghỉ đúng không bạn. Ok, như vậy theo các bạn thì mục đích trong câu này là gì, có phải là đưa ra cái sự so sánh về những cái nhãn hàng gì đây, nhãn hàng mỹ phẩm khác nhau không. Đây như các bạn thấy đó đúng không. Ok, để cho các bạn gì đây coi là chọn cái nào mà nó hoàn hảo nhất đúng không. Ok đấy, như vậy trong câu này mình sẽ chọn đáp án là B cho thầy nhé được không. Nó không chỉ đơn giản là nó chỉ giới thiệu một cái sản phẩm nào đó mà rất là nhiều cái sản phẩm được không nào. Và nó không có phân tích là nó làm từ cái thành phần nào, bởi vì rất nhiều loại sản phẩm đúng không, và mỗi sản phẩm lại đưa ra những thành phần khác nhau đúng không nào. Hoặc là gì đây, cái xu hướng về thời trang, xu hướng về thời trang, cái này không phải là xu hướng về thời trang mà cái xu hướng về trang điểm đúng không, mỹ phẩm đúng không ạ. Ok rồi, tiếp tục đến câu 182. Cái đặc điểm mà cái nhãn hàng này nè bạn, Belle and Chic đúng không, và Desires có chung là gì đây, hai cái nhãn hiệu này nó có điểm chung là gì. Thứ nhất, đáp án A là gì bạn, đáp án A là tính bền cũng như là kết cấu của nó. Đáp án B là gì đây, độ sáng và thành phần. Đáp án C là gì đây, kết cấu và độ sáng. Còn đáp án D là gì đây, tính bền hoặc là độ sáng. Chúng ta hãy nhìn vào cái bảng ha, đối với hai cái nhãn hiệu này coi nó có chung điểm chung là gì. Ta hãy nhìn ha, có phải hai cái này nó có điểm chung về gì đây bạn, về kết cấu và cũng như là độ sáng không ạ. Như vậy mình sẽ chọn đáp án là C cho thầy ha được không nào, kết cấu cũng như độ sáng của nó được không. Dùng phương pháp scan nhé được không. Các bạn thấy trong những cái đoạn đôi mà có cái bảng thì các bạn là rất là dễ, bởi vì chỉ cần nhìn vào cái bảng đó mình biết thông tin đó, mình scan đó, mình chọn đáp án thì nó nhanh hơn thôi đúng không nào. Ok tiếp tục đến câu 183. Cái sản phẩm nào mà ông John đúng không nào ha, cái ông John này ông có thể là sẽ giới thiệu cho bệnh nhân của ông ta. Thứ nhất, nhãn hàng là Bell hoặc là Chick-fil-A hả. Tiếp tục, thứ hai là gì ạ, nhãn hàng thứ hai đúng không, và các bạn thấy nhìn thấy là những cái nhãn hàng đó thôi đúng không, và chúng ta dùng phương pháp là gì đây, scan như thầy được không nào, scan để tìm ra cái đáp án đúng không nào, để coi ông này ông chắc chắn là nó sẽ là giới thiệu cái gì, cái sản phẩm gì đây được không nào. Nhìn vào cái letter này đưa đến những cái bệnh nhân của ông ta, có phải là ông này là ông John không đúng không. Đó ông đưa ra dùng phương pháp scan, các bạn có thể thấy
trong suốt cái gì đây, mùa hè nóng nực và ẩm ướt này, thì tốt nhất là sử dụng những cái gì đây, phấn nền đó bạn, cái loại mà sử dụng mà bột á, để ngăn ngừa gì đây, bôi chốc đúng không, chốc ra đúng không, bong ra đó đúng không. Cái loại phấn nền mà dạng mà kem á thì nó thích hơn, nó dễ dễ bong tróc hơn khi mà gặp gì đoạn mồ hôi á. Và cũng như thế là chọn cái phấn màu mắt nào mà không có cái thành phần về hóa học, ví dụ như là gì bạn hả, là gì đây, là tính tính chất gây lung linh ha, như là lung linh ha, khi mà các bạn để vào mắt đúng không nào. Ok đó, như vậy các bạn có thể thấy là thầy đã tìm ra được cái nhãn hiệu là Bao and Chic với sự lựa chọn là powder được không nào. Đó, với các thành phần tự nhiên đúng không, natural, cái là natural là không có chất hóa học rồi được không nào. Như vậy mình sẽ chọn là Bao and Chic với đáp án là A cho thầy được không nào. Ok đó, còn những cái loại khác thì nó có thành phần hóa học đúng không nào ha. Tiếp tục đến câu 184, các bạn hãy nhìn vào cái letter nhé, người ta hỏi cái letter với từ recommend này nó bằng nghĩa với từ gì đây. Nếu mà các bạn biết á thì các bạn chọn ngay cái đáp án C cho thầy, advice được không. Nếu các bạn không biết thì các bạn hãy nhìn vào cái letter cho thầy được không. Đây đó. Các bạn thử dịch sang sao ha, tôi thường thử sử cố gắng như đây, nhớ là cái sản phẩm an toàn được giới thiệu trong cái cuốn gì đây, tạp chí của bạn, và khuyên hoặc là gì đây giới thiệu chúng đến những cái khách hàng mà tin đúng không. Đó, chúng ta cùng xem lại những cái đáp án khác. Highlight là gì bạn, làm cho nổi bật lên đúng không, imply là ngụ ý, và memorize có nghĩa là ghi ghi nhớ. Được chưa nào. Rồi, như vậy trong câu này mình sẽ chọn đáp án là C cho thầy ha, được không nào. Tiếp tục đến câu 185 cho thầy, cái nào mà nó đúng về cái bức thư này. Ông John là cái người mà đăng ký dài hạn, việc mua dài hạn mới của cái tạp chí này. Thứ hai là cái tạp chí này nó sau đây được đọc rộng rãi bởi bởi người lớn đúng không nào ha. Đáp án C, cái loại phấn nền này dạng mà kem á, không được, không được, nó không bị ảnh hưởng bởi bởi mồ hôi. Tiếp tục đáp án D, một vài cái sản phẩm này có gì đây, chất hóa học nguy hại được không nào. Đó, các bạn coi letter này nó nói về cái gì đúng ha. Như các bạn thấy là đó, đến cái câu này đúng không, đó, điều này có thể gây gây gì bạn, gây gì đây, gây ngứa ngáy á được không, mình có từ là ngứa ngáy này. Đấy, và thậm chí là ảnh hưởng vào trong cái đôi mắt của bạn nữa được không. Đó, hồi nãy mình đã phân tích rồi đúng không, cái dạng kem nè đúng không, cái dạng kem này gì đây, bong tróc khi mà gặp gặp mồ hôi đúng không. Đó, tiếp tục, việc bong tróc gặp mồ hôi này có thể dẫn đến gì đó đúng không nào, ngứa ngáy hoặc là ảnh hưởng đến mắt của mình đúng không nào. Như vậy mình sẽ chọn đáp án là gì ạ, là D nha. Một vài cái sản phẩm này có thể gì đây có chất hóa học mà ảnh hưởng nguy hại đúng không nào. Ok rồi, chúng ta tiếp tục đến câu 186 đến câu 190 đó. Rồi, đây là một cái classify các bạn ha. Ok, classified, và đây là một cái email đúng không, với chủ đề là đây quảng cáo việc làm cho bạn đúng không hả. Ok, ta đi đến câu hỏi của nó. Thứ nhất, câu 186, cái ông mà công việc của ông Wilson là, ủa, của bà Wilson là ai, cơ là gì đúng không hả. Thứ nhất là bà ta quản lý cái học viện đúng không, thứ hai là bà ta gì đây, dạy toán, thứ ba bà ta chăm sóc em bé đúng không, thứ tư là bà ta đưa ra cái hóa học mà liên quan đến đến máy tính được không nào. Ok, chúng ta hãy xem ha, trong cái này thì các bạn cũng cần phải là jobs là gì, thì các bạn cần phải dùng phương pháp là gì bạn, skim ra đúng không, đọc để lấy ý chính để đoán nó ra là gì đúng không nào hả, cũng như scan nữa đúng không. Rồi, các bạn có thể thấy là trong classify này các bạn có thể thấy là Wilson là một cái director, director là một cái giám đốc đúng không. Như vậy các bạn có thể hiểu đây là bả đời một giám đốc thì bà làm chức năng là gì đây, phải quản lý mà đúng không. Như vậy mình sẽ chọn đáp án là gì đây, là A cho thầy nha. Và các bạn nhớ là đó, các bạn dùng phương pháp kết hợp là scan và skim cho thầy luôn ha. Như các bạn đã thấy, nếu mà các bạn tin mắt thì các bạn dùng scan luôn ha, scan vô thấy từ director đó
giám đốc đúng không, là người quản lý chọn đáp án A đúng không. Tiếp tục đến câu 187, cái nào mà không được liệt kê như là prerequisite, là điều kiện tiên quyết cho cái sản cái vị trí này. Thứ nhất là một cái gì bạn hả, một cái sơ yếu lý lịch và những cái thông tin mà phụ trợ đó, đúng không ha. Tiếp tục đáp án B, cái bằng đại học trong cái lĩnh vực đó đúng không, trong cái lĩnh vực. Tiếp tục đáp án C là một cái gì đây, thư giới thiệu từ cái từ một người người gì đây bạn, một người chuyên gia đúng không ha. Đáp án D là gì đây, những kinh nghiệm liên quan đến công việc. Rồi chúng ta hãy xem ha. Đây, như vậy trong câu này thấy cái từ not là mình phải dùng phương pháp scan, scan dùng phương pháp loại suy hoặc là chọn, chọn ngay luôn đúng không nào. Rồi chúng ta hãy xem ha. Đây, một cái gì đây bạn, bằng đại học đúng không, bằng đại học về toán học và tối thiểu là 2 năm kinh nghiệm đó, kinh nghiệm, và thì được yêu cầu cho cái vị trí này. Thứ tiếp theo, cái thư mà cái thư giới thiệu á, được được hoan nghênh thôi, được không, hoan nghênh thôi nhá. Tiếp tục gửi cái sơ yếu lý lịch và những tài liệu liên quan đó. Như vậy theo các bạn thì cái nào nó sau đây nó không được liệt kê như là điều kiện tiên quyết, có phải là cái thư giới thiệu, mà thư giới thiệu này chỉ được đi để chào đón thôi đúng không, còn những cái quan trọng hơn ví dụ như là bằng cấp nè, kinh nghiệm nè, cũng như là gì đây, cái sơ yếu lý lịch và tài liệu liên quan nó mới quan trọng hơn. Như vậy mình sẽ chọn đáp án là C cho thầy nhé, được không nào. Ok, tiếp tục đến câu 188 đó. Rồi cái gì mà những người cá nhân này nếu mà quan tâm á, được yêu cầu để làm, thứ nhất là gọi cho Wilson, thứ hai là nộp cái những cái tài liệu yêu cầu, thứ ba là gì bạn, thăm đó, đến cái học viện của Wilson. Tiếp tục là tham gia cái buổi phỏng vấn bằng điện thoại. Các bạn nhớ nha, dùng phương pháp scan cho thầy nè. Yêu cầu cái gì đó, yêu cầu cái gì nhé. Đây, thứ nhất là họ là gì đây bạn, mình tìm được là gì đây, dùng phương pháp scan đúng không, gửi cái tài liệu liên quan đến cái ông này đúng không bạn. Đó, như vậy mình sẽ làm gì đây, mình dùng phương pháp scan, mình sẽ chọn đáp án là B cho thầy nhé, đúng không. Đó, người ta nói là gì đây, submit là nộp, có phải là send in không ạ, send đúng không. Đó đó, cái những tài liệu mà được yêu cầu đó, bao gồm cái sơ yếu lý lịch cũng như là tài liệu liên quan. Ok, tiếp tục đến câu 189, cái học viện này, tại sao cái học viện này yêu cầu cái chứng chỉ liên quan đến gì bạn, đến máy tính cho cái vị trí này. Thứ nhất là gì, cho làm cái website, hoặc là gì đây, cho xuất bản cuốn sách, hay là cho carrying out có nghĩa là thực hiện, tiến hành những công việc quản trị đúng không nào ha. Tiếp tục đáp án D là tạo ra cái chương trình máy tính. Các bạn hãy dùng phương pháp scan cho thầy tìm ra ngay cái chỗ computer related certificate cho thầy đúng không nào ha. Rồi, ở đâu đây, những cái gì chứng chỉ liên quan đến máy tính cũng cần thiết cho cái vị trí để thực hiện, tiến hành những cái công việc mà quản trị đơn giản cơ bản đúng không nào. Như vậy mình sẽ chọn đáp án là C cho thầy nhé, đúng không nào, tìm ra được ngay luôn đó. Tiếp tục đến câu 190 cho thầy, cái nào mà không đúng về Julia, bà ta học giáo dục tại trường đại học đúng không nào ha. Tiếp tục, bà ta hiện tại là làm việc như là một giáo viên. Đáp án C, bà ta có 3 năm về kinh nghiệm giảng dạy. Đáp án D, bà ta là mẹ. Chúng ta đã nói là dùng phương pháp là scan nhé, thấy từ nó là dùng phương pháp scan. Dùng phương pháp loại suy là nhất, thứ nhất, thứ hai là gì, thấy là chọn ngay đúng không nào. Tiếp tục ta hãy xem đây, bà Julia đúng không nào. Ok, rồi tôi rất là tự tin, tôi là cái người gì đây phù hợp cho cái vị trí này, như là tôi có cái bằng như bạn, bằng cử nhân á về giáo dục toán đúng không. Bà ta gì đây, bà ta học giáo dục luôn tại cái trường đại học đúng không. Tiếp tục, bà ta có 3 năm gì đây, 3 năm dạy học, kinh nghiệm giảng dạy đúng không. Tiếp tục, tôi rời bỏ cái công việc phía trước của tôi tại học viện, bởi vì sao, lúc trước á là công việc cũ đúng không, bởi vì tôi phải sinh con và bây giờ là những vấn đề mà liên quan đến con cái đã hoàn tất rồi hả, giải quyết xong rồi đúng không nào. Đó, như vậy theo các bạn thì dùng phương pháp loại suy là gì đây, bà ta học giảng dạy nè, bà ta có kinh nghiệm nè, bà ta có con, như vậy còn một cái là gì đây, người ta nói là bà ta hiện tại đang làm việc như là một giáo viên, không phải hiện tại là gì đây, bà ta gì đây, bà ta rời bỏ việc rồi đúng không, bà ta vừa mới sắp xếp xong, giải quyết xong những cái vấn đề liên quan đến con cái, và bây giờ bà ta gì đây, đang háo hức chờ đón là có nhận việc hay không, bắt đầu công việc hay không đúng không nào ha. Tôi sẵn sàng là có công việc vào tháng 10 đúng không. Ok, như vậy trong câu này mình sẽ chọn đáp án B cho thầy đúng không. Rồi, ok,
ta đã đi đến hai đoạn đôi ở phần 7 rồi, đúng không nào? Mời các bạn xem tiếp những video còn lại ha. Cảm ơn các bạn.